mê mẩn vòng eo con kiến của Ninh Dương Lan Ngọc khi nhảy đôi cực tình cảm cùng ST Sơn Thạch. Mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc đã khiến người hâm mộ thích thú khi đăng tải trên trang cá nhân đoạn clip nhảy đôi cùng ST Sơn Thạch, cả hai lựa chọn bản hit đình đám của Huynh là Troublemaker với chi tiết tấu sôi động và giai điệu vô cùng catchy. Trong đoạn clip, ST Sơn Thạch khiến fan liêu siêu vì ngoại hình đậm chất soái ca, anh chàng cũng thể hiện những động tác vũ đạo một cách dứt khoát, mạnh mẽ. Trong khi đó, Lan Ngọc lại khiến fan mê mệt với nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng nuột nà. Đặc biệt, nữ diễn viên còn diện chiếc áo crop top, khéo khoe vòng eo con kiến phẳng lì không chút mỡ thừa. Bên cạnh đó, những động tác vũ đạo của Lan Ngọc cũng được khen là quyến rũ và hút mắt. Trong đoạn clip sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, bởi đã từ rất lâu Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch đã là cặp đôi được fan đẩy thuyền nhiệt tình. Thế nên việc Ninh Dương Lan Ngọc tự tay đăng tải đoạn clip càng khiến cho gió căng buồm đi xa. Còn nhớ cách đây khá lâu, Ninh Dương Lan Ngọc và ST Sơn Thạch từng có dịp kết hợp với nhau trong một vài bài nhảy. Thế nhưng mãi đến tận bây giờ khán giả vẫn rất hiếm khi được chứng kiến cả hai cùng nhau trình diễn trên sân khấu. Bởi vì ở thời điểm hiện tại, Ninh Dương Lan Ngọc đã có khá kinh nghiệm trong khoản ca hát trình diễn, thế nên việc sánh đôi cùng ST Sơn Thạch chắc chắn không thể làm khó được cô nàng.